Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây mình làm phần tiếp theo. Cũng mà thành thật xin lỗi quý vị và các bạn, vừa rồi đó là cái phần thứ hai là mình tắt đột ngột, vì lúc đó mình đang tạm dừng lại và để chuẩn bị nói tiếp, nhưng thấy clip quá dài cho nên mình để xuất video ra luôn. Cho nên vì chỗ đó mình cũng thật xin lỗi đến quý vị và các bạn. Và phần tiếp theo thì mình cũng xin thưa với các bạn là nhà thờ Đức Bà ở thành phố Hồ Chí Minh thì tiền thân của nhà thờ Đức Bà là một ngôi chùa, nhưng không mấy ai biết đó là ngôi chùa nào. Các bạn thì comment nói rằng là chùa trước đó là chùa Thái Tường, nhưng mình đã tra cứu chùa Thái Tường nó là một ngôi chùa khác và được làm chiếm dụng làm vấn đề chuyện khác chứ không phải là nhà thờ Đức Bà. Cho nên hai dữ liệu lịch sử khác nhau, mong rằng là quý vị các bạn nào có biết về lịch sử của ngôi chùa, cái tên của ngôi chùa trên nền đất hiện tại nhà thờ Đức Bà đó là ngôi chùa gì. Mình cũng đã hỏi những vị tôn túc cao niên thì quý vị cũng mấy ngày đó cũng nói rằng là đã quên rồi, không nhớ chùa đó tên gì. Và sau đây mình làm tiếp theo. Hôm trước mình làm tới chỗ các sáng tạo thành kinh thánh cũ hay cũ ước, và tới phần công giáo hay của tin lành. Và tiếp theo, các sách tạo thành kinh thánh mới hay tân ước gồm 27 quyển Phúc âm Matthew viết vào khoảng năm 85 đến 90, Phúc âm Luca viết khoảng 80 đến 85, Phúc âm Mắc viết khoảng 65, Phúc âm Gioan khoảng 90 đến 100, Công vụ sứ đồ do Luca viết khoảng 60, 13 thư của Phaolô, Romap. Trong đó chín lá viết cho các giáo hội khoảng 57, Corinthian 1 và 2 khoảng 54 đến 56, Galatian 1 và 2 khoảng 48, Ephesian khoảng 60, Philippian khoảng 54, Colossian khoảng 60, Thessalonian khoảng 50. Bốn lá viết cho tư nhân, Philemon khoảng 60, Timothy 1 và 2, Titus khoảng 63 đến 64. Còn sách Hebrew thì nhiều người cho rằng không phải là của Phao-lô. Một thư của thánh Jude, hai thư của Phao-lô, một thư của thánh Jamat, ba thư là của thánh John, cuối cùng là sách Khải Huyền của John. Sách của Matthew và Luke. Matthew, Luke và Mark là ba quyển phúc âm nhất lãm. Mark ra đời sớm nhất khoảng 65, sau đó là Luke khoảng 80 đến 85, cuối cùng là Matthew khoảng 85 đến 90. Tuy nhiên cũng có người lại cho rằng Luke được viết ra sau Matthew 18. Như vậy Mark phải được xếp trước tiên Matthew thứ nhì, Luke thứ ba. Nhưng nay Matthew được đưa lên hàng đầu vì Matthew mô tả đời Chúa tỉ mỉ hơn cả. Thánh kinh nay được phân thành câu cú rõ ràng là nhờ phương pháp của Robert Stephen nghĩ ra vào khoảng năm 1550. Trong các sách tân ước thì kinh thánh cũ được nhắc đến 900 lần và được viện dẫn 250 lần. Matthew cho rằng mọi chuyện xảy ra trong đời Chúa Giêsu đã được thánh kinh cũ báo trước và Ngài đã gọt đẽo thánh kinh cũ theo ý Ngài. Như câu tiên tri của Isaiah về trinh nữ thụ thai mà ta đã bàn nhiều trên đây, Isaiah 7:2-14. B, câu từ Ai Cập ta đã gọi con ta về, mà câu đích thực là của Israel
còn trẻ bé, ta đã nói thương, và từ Ai Cập ta đã gọi con ta. Như vậy con ta, đây là dân Do Thái mà Chúa đã đem từ Ai Cập về. C. Câu này được gọi là Nazareo, Matthew 2:23. Câu này không ai tìm thấy là lời tiên tri của ai trong Thánh Kinh. D. Câu Matthew 27:9-10 nói về Jeremiah và 30 lạng bạc Giuđa bán Chúa. Thực ra câu chuyện tiên tri trên là của Zacharia 11:13 đến câu 13, chứ không phải là của Jeremiah. Xưa nay mọi người cho câu nói trên của Matthew là lầm. John Calvin cũng nghĩ như vậy. Phúc âm Matthew hay thần thánh hóa các câu chuyện về Chúa Giêsu, nhất là chuyện Chúa hồi trẻ như thai sinh kỳ bí Matthew 18:25, như chuyện ba vua Matthew 2:1-12 và sau Giáng sinh Matthew 2:2, hay như chuyện giết trẻ sơ sinh Matthew 2:16-18, hay chuyện Chúa sang Ai Cập Matthew 2:12-15. Tôi thấy Chúa vừa sinh ra đã khiến bao hài nhi vô tội bị Herod giết oan, vì thật ngài quá đập dữ những trẻ thơ đó tội tình chi mà chết oan uổng như vậy. Trái lại Luca thì cho rằng khi Đức Mẹ sinh Chúa 8 ngày thì Chúa bị chịu phép cắt bị, sau 40 ngày thì đem Chúa lên đền thờ làm lễ tẩy trần cho Đức Mẹ, và sau đó thì về Nazareth ngay, không đi đâu cả. Luca 2:2-30. Như vậy nếu có những chuyện ba vua, chuyện giết con trẻ, chuyện Chúa sang Ai Cập như Matthew kể thì Luca đã sai. Còn nếu Chúa về Nazareth ngay như Luca nói thì chắc Matthew đã sai. Nghĩa là theo Luca thì không làm gì có chuyện ba vua đột biến, không làm gì có chuyện giết hài nhi hay chuyện Chúa sang Ai Cập vân vân. Năm 1968, tôi đang vấn đề trên tranh luận với một linh mục dạy thánh kinh tại Đại chúng viện Sài Gòn, và vị này chịu thua luôn. Rios và linh mục Tô Mao cũng đã nhìn thấy điều trên. Gia phả Chúa Giêsu, gia phả Chúa Giêsu được ghi lại trong sách Matthew 1:2-16 và Luca 3:23-38. Matthew viết gia phả Chúa lên đến Abraham tất cả là 42 đời chia làm 3 phần. Từ Abraham 1850 đến David 1010 đến 970 là 14 đời 750 năm. Từ David đến thời lưu đày ở Babylon 597 là 14 đời 400 năm. Từ lưu đày Babylon đến Chúa Giêsu là 14 đời 600 năm. Bây giờ ta kể 30 năm là một đời thì ta sẽ thấy sự phân chia trên là sai, vì trong ba phần trên số năm bắt buộc phải tương đương nhau, chứ không thể là 750 năm và 400 năm và 600 năm được. Làm tính chia ta sẽ thấy từ Abraham đến David phải là 25 đời, từ David đến lưu đày là 14 đời, từ lưu đày đến Chúa Giêsu là 20 đời. John Sherby Swan nhận xét: trong phần 1 Matthew ghi có 13 tên thay vì 14. Trong phần 2 Matthew bỏ đi 4 đời và 4 vua nữa, Solomon và Jechoniah đã bị trị vì Jerusalem. Trong phần 3 ông lại có 13 đời. 4 tên đã bỏ qua là Ahaziah, Joab và Amaziah, giữa Joram và Azaziah và Jehoiakim, giữa
Josia và Jeconia. Hãy so sánh 1:3, 2:11 đến câu 12, 15 đến 16 với Matthew 1:2:8-9 đến câu 11. Trong một John 11:3-17 đến 19 thì Giêsu bắt đầu là con của Bê-đê-a, là cháu của Sa-lát-thi-ơ. Matthew cũng như Luca lại cho rằng Giê-rô-tô-bồ là con của Sa-la-thi-ơ. Trong sách Cho-rô-mi-lét và Matthew thì Sa-la-thi-ơ là của Giê-cô-mi-át, nhưng Luca lại cho rằng Sa-la-thi-ơ là con của Ni-ri. Theo Matthew, A-bu là con của Giê-rô-bách-heo. Luca lại cho rằng Rết-sa mới là con của Giêsu bắt đồ. Như con như một trọn rong 3:19-20 lại ghi là Giêsu bắt đồ có 7 con trai là Mét Xuân Lam, Hana Nia, Hát Su Bát, Ô Heo, Bê Ra Chi A và Ha Sa Chi Đi A và Yusa Hình Xếp, nhưng không có ai tên là Abu theo Matthew hay Risa theo Luca. Hai gia phả trên ngồi Joseph đang chỉ có hai tên giống nhau là Salathio và Jeru Bách Bồ mà thôi. Như vậy hai gia phả chỉ có bốn tên giống nhau là Giêsu, Joseph, Salathio và Jeru Bách Bồ. Còn các tên khác thì hoàn toàn khác nhau. Chẳng những thế, các tên đó không tìm thấy trong thánh kinh cũ hay trong sách nào khác. Matthew đi theo dòng Solomon, còn Luca đi theo dòng Nathan. Cả hai đều là con vua David. Matthew chép từ David đến Chúa Giêsu là 26 đời. Luca cho rằng từ David đến Chúa Giêsu là 41 đời. Như vậy chỉ hơn nhau có 400 năm. Ấy chân lý là như vậy. Thật ra múa gậy vườn hoang, muốn làm trò gì thì làm. Hơn nữa không có ai trên thế gian mà có gia phả nhiều đời như vậy. Gia phả phải có đủ anh em chính tộc, bàn tộc, chứ không bao giờ hoặc đem bốn đàn bà như Matthew đã làm. Tama một con điếm gen 38:2.1FF, Rahab một con điếm khác, Job 2:2.1FF, Rút người Moabite đã ăn nằm với ông Boaz, sau ông này say rượu, Rút 3:2.6FF và Bát-sê-ba vợ David, và nguyên và vợ thừa của tướng Uriah mà David đã đem giết đi, Sam 11:2.2FF. Linh mục Nguyễn Thế Thú khi bình về hai gia phả nói trên đã viết gia phả theo linh mục Đại Đồng hơn là trong Matthew lên đến Adam. Hai gia phả không phù hợp nhau và không thể dung hòa, phải nhận có những điều nan giải vì đã quá xa ta trong quá khứ. Kinh Thánh Nguyễn Thế Thú Tân Ước trang 133 gia phả Luca lại lên cho tới Adam là 75 đời. Đó là một chuyện phi lý. Hai gia phả trên đều có Chúa Giêsu là con nuôi thánh Joseph, mà Chúa Giêsu thật ra là làm gì có gia phả gian trần. Ngài đã chê không thèm làm con ai từ trừ đức mẹ. Như vậy các thánh sử cần gì bày đặt ra chuyện gia phả trên làm gì? Cần gì phải chứng minh Chúa Giêsu là dòng dõi David? Thời Luca thì từ Chúa Giêsu đến Abraham là 56 đời, trong khi đó Matthew lại cho rằng chỉ có 41 đời. Như vậy cho thấy thánh kinh có vô số sai lầm. Bible về Jerusalem ghi rằng từ David đến Joseph. Trong hai gia phả của Matthew và Luca chỉ có hai tên giống nhau. Nói thế nghĩa là ông của Chúa Giêsu là ai? Người ta cũng chả nói sai. Luca cho rằng ông là ngài Eli
còn Matthew cho rằng ông là ngài Jacob. Suy cho cùng thì Matthew và Luke đều dỡ kinh thánh cũ ra mà sao chép lại Bible the Jerusalem, cho rằng có khi cả hai đời, hai ba đời vua cũng bị Matthew bỏ đi. Hai gia phả trên đều từ Chúa Giêsu đến Joseph đến Abraham. Luke còn đưa gia phả lên đến Abraham, Adam, nếu ta viết thêm trời, đất, tâm điểm và vòng tròn đã được tạo dựng nên cùng một lúc, và mây thì đầy nước, và con người được Chúa Ba Ngôi tạo dựng nên ngày 26 tháng 10 năm 4004 trước Thiên Chúa. Vào lúc 9 giờ sáng, The John Lightfoot 1654 thì ta sẽ được gia phả Chúa lên cho tới Ba Ngôi. Nhiều nhà bình giải kinh thánh còn cho rằng các gia phả của Matthew là của thánh Joseph, còn gia phả của Luke là gia phả của Đức Mẹ. Và khi Luke nói rằng Joseph là con của Eli thì phải hiểu là con rể của Eli. Thật là những lời giải thích nhảm nhí, tôi chưa bao giờ thấy ai làm ra gia phả cho đàn bà bao giờ. Sở dĩ có chuyện gia phả này là vì cả Matthew lẫn Luke đều muốn chứng minh rằng Chúa Giêsu là dòng dõi David, nhưng Đức Mẹ lại là dòng dõi Levi. Xem Luke 1:2.5 đến 34 đến 36, tức là không liên lạc hề lạc gì với David, cho nên không thể nói gia phả Luke viết là gia phả Đức Mẹ như Anios Tiboto xưa đã giải giả thuyết. Trong chuyện gia phả Chúa Giêsu, thánh Joseph và Đức Mẹ này, ta chỉ có một lời giải thích hợp lý là cả Matthew lẫn Luke đều tìm cách lừa bịp ta kết hết chuyện này sang chuyện khác. Còn các nhà bình giải thì cố tình trấn an ta bằng cách này hay cách nọ, chứ bằng ta chẳng nên tin họ còn hay hơn. Đọc sách mà để cho người ta bịp bợm mình thì đọc mà làm gì? Theo tôi, Chúa Giêsu đã không công nhận mình là có huyết thống của Joseph thì làm sao có thể có gia phả của Joseph? Cần gì phải nhận định là con cháu David cho rắc rối, trừ phi nói theo thánh Phaolô là Chúa Giêsu thật ra về phương diện xác thịt có huyết thống của David, nghĩa là thực sự là con của Joseph. Rom 1:2.3, Thách 7:2.14, Revel 22:16, Rom 1:2.45, 6-42 trong Truyện Rom. Chúa long trọng tuyên bố mình là bà mẫu của David, như vậy ngài lại chính là con của ông Joseph. Rom thì dứt khoát không có nói chuyện với mẹ đồng trinh, cũng như không nói Chúa là dòng dõi David, vì cho rằng Chúa đã có từ muôn thuở. Chính vì thế trong Rom 6:2.42, John không ngần ngại nói Chúa là con Joseph và Đức Mẹ. Tóm lại, các thánh thư của Phaolô viết trước Matthew khoảng vài chục năm nên không biết chuyện Đức Mẹ đồng trinh, nên mới dám nói thẳng thừng rằng về phương diện xác thịt, Chúa Giêsu thuộc dòng dõi David. Rom 3:2.3, thật là điên cái đầu. Tin ai, Phaolô hay Matthew? Và đối với tôi, chân lý đã hiện ra rõ ràng là trước năm 70 chưa ai biết gì về chuyện Đức Mẹ đồng trinh, cho nên mắt viết năm 65 không đã động gì đến chuyện này, còn Phaolô viết khoảng từ 50 đến 60 đã dám nói rằng Chúa Giêsu về phương diện xác thịt là thuộc dòng dõi David. Rom 1:2.3, Thách 7:2.4. Còn John viết sau 90 thì vì cho rằng Chúa Giêsu có từ muôn thuở nên không thèm quan tâm đến chuyện này. Matthew và Luke đều viết vào khoảng 85 đến 90, và bây giờ Matthew mới nghĩ ra chuyện Đức Mẹ đồng trinh và đã dựa vào một câu chuyện thánh kinh đã dịch sai, Isa 7:2.14. Tuy nhiên, thời Chúa Giêsu, hàng xóm láng giềng của ngài và ngay anh chị em ngài đã là những người ăn chung ở lộn với ngài, cũng không biết gì về những chuyện trên. Và anh em ngài cũng không biết rằng ngài có nhiệm vụ đặc biệt gì, nên khi dân chúng quấy ngài không cho ngài ăn uống, anh chị em ngài đã gọi là người điên. Matthew 13:2.55 đến 56.
sách A New Catholic Commentary on Holy viết những chuyện về thời niên thiếu của Chúa do Matthew viết thì có nhiều điều thuộc huyền thoại nên không thể coi là giáo điều được. Sau khi thấy chuyện gia phả là chuyện bịa đặt, tôi liền hết muốn đào sâu thêm. Quý vị nào muốn mất thời giờ xin đọc các sách dưới đây. Matthew và Luke đặc biệt mô tả thời niên thiếu của Chúa Giêsu, còn John và Mark thì không. Như vậy Mark và John đều không hề nói về chuyện Đức Mẹ đồng trinh. Matthew không biết gì về máng cỏ, về chuyện thiên thần hiện xuống ca hát, về chuyện một đồng. Luke không biết có ngôi sao lạ hiện ra, không biết chuyện băng vua, không biết chuyện Herod giết trẻ con ở Bethlehem. Matthew không biết chuyện thánh gia phả phải đi mất vất vả về Bethlehem và coi Bethlehem như là nơi có nhà cửa của Joseph. Matthew không biết gì về chuyện kiểm kê dân số mà Luke đề cập tới. Matthew cũng không biết gì về những kinh Benedictus Magnificat và Nunc Dimittis và kinh Gloria in Excelsis Deo mà Luca mô tả rất khéo léo. Herod chết năm 4 trước công nguyên. Quirinius làm quan ở Syria năm 6 công nguyên. Nay Bác Bộ đời Jerusalem cho rằng Chúa sinh vào năm 627 trước công nguyên. Matthew cho rằng thánh gia không dám về lại Bethlehem mà phải lên Nazareth. Như vậy rõ ràng là nước trước đó Joseph và Maria không hề biết Nazareth và các ngài đã ở Ai Cập 4 năm. Quirino, người ra lệnh kiểm kê dân số đến Syria 6 năm sau công nguyên mới ra lệnh tổng kiểm tra dân số. Như vậy thì Chúa đã 13 tuổi, Chúa có sinh năm 7, làm sao bây giờ Đức Mẹ mới sinh ra ngài được? Nhiều nhà thiên văn học đi tìm xem thời Chúa sinh có hiện tượng gì lạ ra trên đời không, thì thấy khoảng năm 12 hay 11 trước công nguyên có sao chổi hàng lâu xuất hiện, và 8 năm trước công nguyên có quần tinh tụ hội tức là Jupiter sao Mộc, Saturn và mắt tỏa sáng cả một vùng. Như vậy không ăn nhầm gì đến sao Giáng sinh. Theo tôi, sao Giáng sinh, chuyện bao vua, chuyện giết các anh hài và chuyện sang Ai Cập là những chuyện do Matthew bày đặt ra. Còn chuyện một đồng ca hát cũng là do óc Luke tưởng tượng ra mà thôi. Tóm lại, Matthew cho rằng Bethlehem là quê hương Chúa, Luke cho rằng Bethlehem là nơi Chúa tới làm kiểm tra dân số. Còn Matthew cho rằng Nazareth mới là quê hương ngài. Tôi buồn vì thấy cả Matthew lẫn Luke đã bày đặt ra chuyện Chúa sinh ra ở Bethlehem với những lục đồng, những sao sinh nhật, những thiên thần hiện ra hát mừng. Matthew bày ra chuyện sao Giáng sinh, chuyện băng vua, chuyện giết trẻ con, chuyện Chúa đúng sao Ai Cập. Luke bày ra chuyện máng cỏ, chuyện thiên thần hát mừng, chuyện lục đồng. Nếu quả thật có những chuyện lại như vậy xảy ra thì dân chúng đã lũ lượt đi thăm các thánh can gia, chứ làm sao các ngài có thể ra đi không kèn không trống được. Không ngờ tất cả những chuyện đẹp đẽ như vậy cuối cùng lại toàn là những chuyện bịa đặt mới hay, chuyện bạo bịa. Chuyện bịa bao giờ cũng hay hơn chuyện thật. Phúc âm mất viết trước nhất khoảng 65 đã không bận tâm gì đến Chúa lúc thiếu thời và vào đề ngay khi Chúa chịu phép rửa. Như vậy có giản dị hơn không? Mà phúc âm mất là phúc âm ra đời trước tiên nên không nói được rằng ngài không muốn nhắc lại những chuyện gì mà các vị đã nói. Nhắc lãm kể khi Chúa chịu phép rửa thì trên trời có tiếng nói rằng đây là con ta yêu dấu và đẹp lòng ta mọi đạt. Matthew 3:2.17, Mark 1:2.11, Luke 3:2.22. John không nhắc tới chuyện này. Phúc âm John là cái gì hết sức đặc biệt? Và đề là nói về ngôi lời. Một vấn đề triết học ở Philo trụ xứ vào năm 45 hay 50. Ngoài ra nó hết sức khác biệt với ba quyển tin kinh mừng nhất lãm kể trên. Ba quyển tin mừng nhất lãm thì cho biết Chúa đi giảng đạo có một năm
cùng John lại cho rằng Ngài giảng đạo 3 năm. Ai cũng cho mình là chứng nhân, như vậy 1 năm là đúng hay là 3 năm là đúng? John đưa ra một khuôn mặt Chúa Giêsu khác hẳn với Chúa Giêsu trong nhắc lãm. Thánh Kinh nhắc lãm bắt đầu truyền Chúa với chuyện John Baptist. Và chuyện thời niên thiếu của Chúa, John mô tả Chúa Giêsu có từ muôn thuở. Nhất lãm mô tả Chúa được John làm phép rửa tội. John đề cập tới vụ này một cách sơ sài hơn. Nhất lãm mô tả Chúa giảng đạo chuyên dùng ngụ ngữ dữ ngôn. John mô tả Chúa giảng dài dòng. Nhất lãm tả Chúa hay trừ quỷ. John không biết chuyện này. Nhất lãm mô tả Chúa chuyên giảng về nước trời. John mô tả Chúa chỉ nói về mình. Nhất lãm mô tả Chúa ít nói về chính mình. John mô tả Chúa chỉ nói về mình và về sứ mạng mình. Nhất lãm cho rằng Chúa chỉ nói về người nghèo, người bị bóc lột. John cho rằng Chúa ít nói tới vấn đề này. Nhất lãm mô tả Chúa ăn bữa tiệc, ăn bữa tiệc liên. John nói Chúa rửa chân các đệ tớ, không nói chuyện bữa tiệc liên. Nhất lãm mô tả Chúa làm nhiều phép lạ. John chỉ kể 8 phép lạ, nhưng chỉ có 2 phép lạ giống với nhất lãm là chuyện cho 5.000 người ăn. John 6:2.5 đến câu 13. Và chuyện Chúa đi trên mặt nước. John 6:2.6 đến 21. Còn những phép lạ lớn như biến nước thành rượu. John 21:11. Như chuyện Lazaro sống lại. John 11:1 đến 44. Thì nhất lãm không biết thảo nào mà xưa giáo hội đã có lòng coi sách John là rối đạo. Luca có 20 dụ ngôn nhiều hơn Matthew và Mark. Xem hai người mắc nợ, người Samaritain nhân hậu, người bạn xin đánh, người phú hộ, đệ tớ tỉnh thức, đệ tớ trung thành và khôn ngoan, cây vả không sinh quả, đám cưới và yến tiệc, mời khách, khách cáo từ, tháp xây nhà vua, đồng bạc đánh mất, người con hoang đàn, người quản lý bất lương, người phú hộ và Lazaro ăn mày, bọn đệ tớ vô dụng, thẩm phán và bà quá, người biệt phái và người thu thuế. Mắc thơ trong đoạn 5 mô tả Chúa giảng một bài thật dài, nhưng Mắc và Luca lại không nói như vậy. Luca đem bài đó rút gọn lại. Luca 6:2.20 đến câu 38. Đắc phúc trong Matthew 5:3-12 biến thành từ phúc và từ và tứ hòa trong Luke 6:2.20 đến câu 26. Không thế nào mà Matthew và Luke đều cùng dựa vào mắt và bản Rolly mà lại khác nhau xa như vậy? Nhất lãm mô tả khi Chúa chịu đóng đinh thì mặt trời mắt sáng, màn trong đền thờ xé ra làm hai và đậm đất. Mắt thiêu cùng mô tả núi hoa vỡ ra và người chết sống lại. John hoàn toàn không biết chuyện này. Luca còn cho biết rõ là khi ấy có nhật thực Luke 2:44, như ngày lễ Passover là ngày trăng tròn, mà nhật thực không bao giờ xảy ra vào ngày trăng tròn, mà chỉ có thể xảy ra vào ngày đầu tháng. Như vậy ta có quyền không tin ngày ấy có động đất hay nhập thật hay người chết sống lại, vân vân. Nhất lãm kể khi Chúa chịu nạn, không ai được tới gần mà chỉ được quyền đứng xa trong vòng. Chỉ có John mô tả đã cùng Đức Mẹ đứng lên đứng bên thánh giá. John 19:2.25. Điều này tôi cho là vô lý. Từ xưa khi một người bị hành hình, không bao giờ thân nhân được tới gần. Chỉ có John mới cho biết là Chúa không đập nát hai ống chân và bị đâm vào cạnh sườn. Chỉ mất thêm mới biết về quân giữ hồ, nhưng lại cho biết Chúa trôn được một ngày rồi mới cho quân đến canh giác. Một mất thêm 27 đến câu 62. Và mới mô tả về thái độ quân giữ mồ sau khi Chúa sống lại. Matthew 28:2.12 đến câu 15. Tôi không tin là có quân giữ mồ vì mắt tả rõ
là sáng sớm ngày Chủ nhật, các bà Maria de Magdala và bà Maria đã mua dầu thơm đến để sức cho Chúa. Mắc 16:2. Nếu có quân canh thì đâu có đi lại được tự do như vậy. Hơn thế nữa, cho dù đã thấy màu trắng, quân canh cũng không dám khơi khơi bỏ đi, tới lại còn phải bắt giữ cho mọi người tới gần một. Nhất lãm bả Chúa đã lớn tiếng kêu: lạy cha sao, cha bỏ con. Mắc 9:46, mắc 15:34, con xin phó linh hồn con trong tay cha. Luca 23:48. Tôi chưa nghe thấy ai trước khi chết mà còn kêu được lớn tiếng như vậy. Do kể trước khi chết Chúa nói thế là xong. Do 19:30. Như vậy theo mắt thêu và mắt trước khi chết Chúa nói lạy cha, cha bỏ con. Theo Luca Chúa nói con xin phó linh hồn con trong tay cha. Theo John Chúa nói thế là xong. Như vậy đâu là lời trung thực khi ấy? Và đây là chuyện bốn thánh sử ghi chép về hàng chữ ghi trên thánh giá. Vua dân Do Thái mắc 15:20, này là vua dân Do Thái. Luca 23:38, này là Giêsu dân Do Thái. Matthew 27:37, Giêsu Nazareth vua dân Do Thái. John 19:19, mới hay càng đào sâu càng thấy lắm điều kỳ lạ. Rồi so các phép lạ Chúa làm thì mọi ông viết một thách. Chúng ta phải có đức tin mạnh lắm mới tin được mọi điều mà quý vị đã kể. Lại nữa, gọi là của Matthew hay của John viết ngày nay cũng vẫn còn trong vòng tranh luận. Tôi thích nhất là các ngài là người Do Thái, lại là dân đánh cá. Nếu các ngài viết nội sách thì phải viết bằng tiếng Aramaic là tiếng mà Chúa Giêsu đã dùng. Nhưng không, các ngài lại viết sách bằng tiếng Hy Lạp. Thật là một phép lạ lớn. Tuy vậy, tôi không thể tin có những chuyện vô lý như vậy. Chẳng hạn, tôi có thể viết sách bằng tiếng Pháp hay tiếng Anh, nhưng tôi vẫn thích viết bằng tiếng Việt. Người ta lại hù tôi rằng Chúa làm gì mà không được. Nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Ý tôi nói phải là những người khác viết, còn tên Matthew hay John chỉ là những tên giả mà thôi. Nếu quý vị rảnh ra lấy bút ghi lại những gì mà bốn sách thánh kinh chép khi Chúa chịu nạn, xem chúng đã nói những gì, làm những gì, sống lại ra sao, đã hiện ra cùng ai, đã lên trời ở đâu, vân vân, ta sẽ thấy là mỗi vị nói một phách. Không, tôi không giúp quý vị làm chuyện này. Và quý vị sẽ thấy các thánh sử viết về chuyện Chúa chịu nạn là những phóng viên hạng bét. Nếu sống vào thời nay chắc không ai dám đúa. Đó là hết phần thứ 6, chương thứ 6. Hết chương thứ 5 chứ. Tiếp tục qua chương thứ 6. Thì chương thứ 6 mình sẽ làm clip sau. Mong quý vị thông cảm và nhớ theo dõi. Chuyện thận thế rồi nè, nhiều chuyện đó cũng giúp cho mình có một cái tư duy khác hơn, đặc biệt hơn. Chứ để người ta nói xong mà mình không biết đường nào mình theo dõi.